Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Thì hôm nay mình lại lên một cái clip giới thiệu với tất cả quý vị các bạn chiếc Omni Jaguar 203A hàng bãi Hàn Quốc nhé. Đây là chiếc 203 đời 1992. Về hình thức thì nói chung là còn tương đối là đẹp. Đấy, mặt mũi không xước sát nhé. Nắp nổ là zin, sơn zin hết nhé. Đây, thông số kỹ thuật. Con này công suất 330W và ra 100W một kênh nhé. Đấy, hình thức thì mặt mũi là đẹp, mặt phay nhôm. Mặt phay nhôm đẹp luôn. Hiện tại thì mình đang ghép cùng với một cặp loa EV là loa Electro Voice của Mỹ đấy, Bass 30 tép kèn này. Và đấu với một cục súp Yamaha kìa. Đường này đường đấu súp này. Đường này ta có thể đấu súp hoặc cắm nai sang một cục đẩy. Cục đẩy để mình đánh một cặp loa lớn. Và cặp này âm đi này mình đánh một cặp loa Bass 25 nhé, hoặc loa full của Nhật, của Mỹ thì Bass 30 cũng ok hết đấy. Đó. Chiếc này là điện hai cầu 100V và 220V. Chiếc này máy đánh 4 sò sắt nhé. Bây giờ mình sẽ quay cái nội thất chi tiết của máy này. Nói chung là dòng này đánh 4 sò sắt JK tiếng hay và đánh rất khỏe, đặc biệt là rất là bền luôn và lành. Với cái tuổi đời của nó năm nay là 31 năm, chất lượng còn rất là ok luôn. Máy zin bản tuyệt đối nhá, mình đã tháo lau kiểm tra tất cả những chiếc áp là zin hết nhé. Đây này là tụ xanh này, dòng này đời đầu rất bền luôn, nguồn rất lớn nhá. Đấy, máy đánh 4 con sò JK của Japan. Đây là cái vỉ vang rời của nó nhé, IC vang 50195P ấy. Mitsubishi. Cái đời 92, 93 này thì cái chiếc áp của nó là vàng ươm nhé, mạ màu đồng này, tất cả vàng ươm này. Zin bản tuyệt đối luôn, chiếc áp nhé. Rồi bây giờ mình test ra tiếng mic. Tại đang cắm ở mic 2. Alo. Mặt 2 3 4 4 5 6 7. Tiếng mic rất hay luôn nhé, tiếng mic rất hay, vang vọng tuyệt vời luôn. Hôm nay anh em chơi nghe nhạc và hát karaoke gia đình tiếng rất hay. Được mặt 2 3 3 4 4 5 6 7. Alo. Dòng này là dòng chỉnh echo nhé, dòng thứ ba này echo. Đây là vang mới nhại, nhanh mới chậm đấy, tùy theo loa, tùy theo văn phòng, tùy theo cái tai của mọi người có thể chỉnh đấy. Rồi bạn nào có nhu cầu mua thì hệ theo số điện thoại 0358742679 nhé. Ê, chiếc này hiện tại mình đang bán với giá là 3.200.000 đồng nhé, 3.200.000 đồng. Rồi, ok, về xong về phần âm ly nhé. Mình mở nhé. Đó, các bạn nhạc cho anh em nghe thưởng thức này. Trong cơn mê phù phàng
lạy trời cho mưa trên đầu.